thực hiện với quy mô hoành tráng và đẳng cấp nhằm tôn vinh những giá trị đích thực, tài năng xuất chúng của ngành làm đẹp Việt Nam. Và chương trình bao gồm các hạng mục tổng quan và các giải thưởng nhóm ngành làm đẹp như sau: cống hiến vì sự nghiệp phát triển ngành làm đẹp châu Á 2019, cống hiến vì sự nghiệp giáo dục đào tạo ngành làm đẹp châu Á 2019, nữ hoàng ngành làm đẹp châu Á 2019, doanh nhân tài sắc 2019, các giải bàn tay vàng, kỹ thuật vàng. Và kính thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh khi được đón tiếp sự kiện của các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Trọng Tiến, Ban Quản trị Trường Cao đẳng Y, Hiệu phó Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Hoàng Mạnh Hà, Giám đốc điều hành trang tin Ngôi Sao Ngành Làm Đẹp. Xin được trân trọng giới thiệu bà Hà Lan Anh, Chủ tịch Quỹ Trái Tim Nhân Ái, phu nhân nhà báo Hoàng Mạnh Hà. Xin được trân trọng giới thiệu bà Vũ Ngọc Cúc, Giám đốc thẩm mỹ Thùy Sài Gòn Spa, trưởng bộ môn phun thêu thẩm mỹ Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội, giáo sư Trường Đại học ETU Hàn Quốc. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được hân hạnh đón tiếp sự kiện của bà Ngọc Anh, Giám đốc Học viện Miss Ngọc Anh, giáo sư Trường Đại học ETU Hàn Quốc. Xin được trân trọng giới thiệu bà Khánh Phương Alisa, Giám đốc thẩm mỹ viện Alisa and Beauty. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu bà Hoa Phạm, Giám đốc Học viện Hoa Phạm Academy, trưởng bộ môn nữ viện nghệ thuật Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội, giáo sư Trường Đại học ETU Hàn Quốc. Xin được trân trọng giới thiệu bà Kim Yuna, Giám đốc công ty Yuna Hợp tác Toàn cầu. Xin được hân hạnh đón tiếp sự kiện của ông Lee Ho Jun, Giám đốc công ty G Double Entertainment. Xin được trân trọng giới thiệu cả thầy Kani Napol Silapachai, Chủ tịch Hiệp hội Thái UAP Bangkok, Thái Lan. Xin được trân trọng giới thiệu ông Chao Ka Chong, Chủ tịch Hiệp hội Hình ảnh Nghệ thuật Sáng tạo Macau. Chúng ta hãy cùng chào đón bà Dương Thủy Hương, Thống đốc Avance Asia Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Hà, Giám đốc thẩm mỹ Thảo Mộc. Chúng ta cùng chào đón ông Lê Đức Việt, Giám đốc thẩm mỹ viện Anh Khôi. Xin được trân trọng giới thiệu bà Mỹ Ngọc đến từ Moon Eyelash. Xin được trân trọng giới thiệu đồng tài trợ bà Tường Vi Phạm. Và chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ Lê Giang. Xin được trân trọng giới thiệu Dr. Yvette Chang đến từ Singapore. Xin được trân trọng giới thiệu Dr. Angela Chang đến từ Singapore. Và chúng ta cùng chào đón doanh nhân Bùi Quốc Doanh, doanh nhân Hoa hậu Hồng Loan. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Tuấn Giang, trưởng phòng đào tạo Trường Cộng đồng Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu ông Tạ Đức Phong, phòng giáo dục Trung tâm Học tập Cộng đồng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Tòng Văn Vinh, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Chuyên ngành Trường Cộng đồng Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Thái Lan Miss Beer. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Quỳnh Vân Anh, bà Phan Thị Hồng Thu, bà Nguyễn Thị Huệ, ban giám khảo bộ môn phun sọc. Xin được giới thiệu ban cố vấn bộ môn phun sâm. Xin giới thiệu bà Tina, bà Nguyễn Thị Xuân Thu. Ban giám khảo bộ môn núi mì. Xin được trân trọng giới thiệu bà Đỗ Thị Thanh Thanh, bà Bùi Thị Mỹ Phượng, bà Nguyễn Mỹ Hiền và bà chuyên gia núi mì Ngọc Thiện và bà Huỳnh Thị Bích Thảo. Cùng chào đón ban giám khảo bộ môn phun sâm. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, bà Nguyễn Bích Phương. Xin được trân trọng giới thiệu bộ môn makeup, bà Nguyễn Thị Hồng Vân.